xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức chanh dưa, quả dưa hấu. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nhé. Bây giờ tô bức quả dưa hấu này có màu xanh. Ok, mình đã thu xong bức tranh quả dưa hấu của mình rồi. Bây giờ của đến đây cũng là kết thúc.